ý nghĩa trong buổi tối ngày hôm nay tại thiền viện Trúc Lâm Phương Đông chúng ta rồi ạ. À, một trọ tay cho tất cả nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Dạ, xin cảm ơn quý vị, các sư, các thầy, các sư cô cũng như tất cả bà con miền Tây chúng ta, và hy vọng là sẽ có dịp gia đình bước chân hai thế hệ sẽ được trở về để phục vụ văn nghệ cho bà con nữa ạ. À, xin cảm ơn rất nhiều và xin một chút rất ngủ ngon thật nhiều ạ. À. Dạ, mọi người gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mọi người về tổng đồng bình an và ngủ thật.